Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và thuận lợi trong công việc. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 1 tháng 8 năm 2024 sẽ gồm các nội dung đáng chú ý như cơ hội cho ngành logistics khi nền kinh tế phục hồi, thành phố Biên Hòa chuẩn bị triển khai thêm công trình văn hóa phục vụ nhân dân dịp Tết 2025, sôi nổi chương trình giao lưu hát ru dân ca trong cục hậu cần cung cô 7. Và bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Hôm qua tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chủ động, tích cực và những kết quả quan trọng trong thực hiện chương trình công tác của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và các thành viên Ban chỉ đạo. Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội nhập quốc tế sâu rộng. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mới phức tạp, chưa có tiền lệ cả trong quan hệ dân sự, hành chính, thương mại, lao động và an ninh trật tự. Đòi hỏi của người dân xã hội đối với các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp ngày càng cao. Mặt khác, hệ thống tư pháp và thực tiễn cải cách tư pháp thời gian qua cũng còn tồn tại hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, công tác tư pháp và cải cách tư pháp cần phải tiếp tục được đẩy mạnh với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình phù hợp, chống bảo thủ cục bộ, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương vào toàn xã hội, kiên trì mục tiêu định hướng đã được xác định để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới. Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ hôm qua vừa họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh thành phố, sơ kết công tác cải cách thủ tục hành chính, hoạt động của tổ công tác và hội đồng tư vấn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, tổ trưởng tổ công tác chủ trì hội nghị, đồng chí Phó Tấn Đức, Ủy viên Thường vụ, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai. Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác cải cách thủ tục hành chính đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Chính phủ đã cắt giảm, đơn giản hóa 168 quy định kinh doanh thuộc phạm vi của 6 bộ. Từ đầu năm 2021 đến nay, cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.950 quy định kinh doanh, hơn 4.500 dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, nhiều dịch vụ công đã được tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình thực hiện. Tổ công tác đã phát huy vai trò giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, góp phần khắc phục điểm yếu trong khâu tổ chức thực thi, và hội đồng tư vấn cũng đã phát huy vai trò cầu nối giữa chính phủ với người dân, doanh nghiệp. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành địa phương đã tập trung thảo luận, đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành cải cách hành chính tại địa phương và đóng góp các giải pháp và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ ngành địa phương đề cao vai trò người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong 6 tháng cuối năm 2024. Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thực chất hiệu quả, trong đó tổ chức thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thúc đẩy triển khai đề án 06, nhất là việc tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai. Đẩy mạnh truyền thông về công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác tập huấn, huy động sự tham gia của người dân, hiệp hội doanh nghiệp. Chiều qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy các khóa nhằm thông báo tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã thông báo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, so với cùng kỳ, tổng sản phẩm quốc nội GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm đạt khoảng 123.000 tỷ đồng, tăng 6,8%, cao hơn so với trung bình cả nước. Tại buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh các thời kỳ bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đạt được trên tất cả các lĩnh vực. Với sự đoàn kết, đổi mới tư duy, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm và của cấp ủy, chính quyền các cấp, Đồng Nai đã cơ bản vượt qua khó khăn, chuyển mình rõ nét qua từng năm. Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cũng có nhiều ý kiến thể hiện sự quan tâm, trăn trở đối với các vấn đề của tỉnh hiện nay. Trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết,
quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sắp tới được công bố sẽ là tiền đề để tỉnh Đồng Nai phát triển hơn. Cùng với đó là công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 12 đang được tiến hành. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ tiếp tục quan tâm, theo dõi, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai do bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi giám sát huyện Nguyễn Nhân Trạch về một số lĩnh vực trong công tác tuyên giáo. Theo đó, đoàn giám sát Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát huyện Nguyễn Nhân Trạch ba nội dung, đó là việc triển khai quán triệt và xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng khóa 13 và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 11, kết quả thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 13 về việc mua và đọc báo tạp chí của Đảng về công tác triển khai thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã phường thị trấn. Kế hoạch số 173 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện các nghị quyết chỉ thị của Đảng, huyện ủy Nhân Trạch đã đạt được những kết quả nhất định. Toàn huyện có 82 chi đảng bộ cơ sở đặt mua báo Đảng. 100% trạm y tế xã thị trấn, mỗi trạm đều có từ 1 đến 2 bác sĩ trực thường xuyên. Ngoài hệ thống y tế công lập, trên địa bàn huyện đã thành lập được trên 400 cơ sở phòng khám, nhà thuốc. Phát biểu tại buổi giám sát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hồng Trang đánh giá cao việc lãnh đạo huyện Nguyễn quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời đề nghị huyện Nguyễn Nhân Trạch tiếp tục chỉ đạo duy trì việc mua và đọc báo Đảng, đẩy mạnh tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tiếp tục thực hiện hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, kiểm soát tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn trong thời gian tới. Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai hôm qua tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt trên địa bàn Đồng Nai. Thông qua hội nghị tập huấn, các đại biểu đã cập nhật các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn động vật hoang dã, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng truyền thông, nâng cao năng lực và góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học tại đơn vị, địa phương. Từ đó, các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo tồn đa dạng sinh học nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Ban tổ chức mong muốn sau hội nghị sẽ tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên với cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học. Công an tỉnh Đồng Nai cho biết sau 1 tháng triển khai luật căn cước năm 2023, từ ngày 1 tháng 7 2024 đến nay, công an tỉnh đã thu nhận hơn 82.000 hồ sơ cấp căn cước và đã cấp 15 giấy chứng nhận căn cước. Trong đó có hơn 73.000 hồ sơ được thu nhận thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ hơn 89%. Tỷ lệ trẻ dưới 14 tuổi đi làm căn cước khá cao với hơn 65.000 hồ sơ. Thành phố Biên Hòa là đơn vị có số hồ sơ thu nhận cao nhất tỉnh, hơn 31.000, kế đến là Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội Công an tỉnh hơn 8.000. Để hạn chế người dân đi lại chờ đợi, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính Trật tự Xã hội Công an tỉnh hướng dẫn công dân dưới 6 tuổi không phải đến cơ quan cấp căn cước để làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước mà người đại diện hợp pháp, cha mẹ hoặc người giám hộ thực hiện thủ tục đăng ký cấp thẻ căn cước thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Công dân đã đăng ký cấp căn cước qua cổng dịch vụ công trực tuyến xuất trình mã hồ sơ để cơ quan cấp căn cước thực hiện công tác thu nhận hồ sơ. Các trường hợp có thể được ưu tiên tiếp nhận hồ sơ làm thẻ căn cước trực tiếp, không phải thực hiện đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến, gồm công dân là người già, người tàn tật, người có thẻ căn cước công dân nhưng đã hết hạn sử dụng, người có tài khoản định danh điện tử VNeID đã bị khóa, công dân đủ 14 tuổi trở lên chưa từng được cấp thẻ căn cước công dân. Chuyển sang các thông tin trên lĩnh vực kinh tế đời sống. Thưa quý vị, chiều qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị giao ban hoạt động ủy thác giữa chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Đồng Nai. Theo báo cáo, đến nay tổng dư nợ của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Nai đạt trên 5,4 ngàn tỷ đồng với hơn 126.900 hộ vay, tăng trên 500 tỷ đồng so với đầu năm và hoàn thành 93% kế hoạch. Trong đó, dư nợ cho vay bằng nguồn vốn trung ương đạt hơn 4.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay bằng nguồn vốn địa phương ủy thác đạt 1,4 ngàn tỷ đồng. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2024, dư nợ ủy thác qua 4 tổ chức chính trị xã hội đạt 5,4 ngàn tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, chi nhánh tỉnh cùng các tổ chức
chính trị xã hội tỉnh, cấp huyện và cấp xã đã phối hợp tích cực chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ hưởng theo quy định, đã tạo điều kiện giúp 29.625 hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn số tiền hơn 1,1 ngàn tỷ đồng, bằng 126% so với cùng kỳ năm 2023, để tổ chức sản xuất, kinh doanh, phục vụ các nhu cầu thiết yếu, tạo thêm việc làm, cải thiện thu nhập và điều kiện sống. Qua đó đã góp phần cùng với các giải pháp của các cấp, các ngành, duy trì và tạo việc làm mới cho 12,5 ngàn lao động, giúp 12,2 ngàn hộ gia đình, khu vực nông thôn, xây dựng, cải tạo 12,2 ngàn công trình nước sạch và 12,2 ngàn công trình nhà vệ sinh, trên 3,3 ngàn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vay vốn để trang trải học tập, xây mới và mua 103 căn nhà ở xã hội, trên 1.200 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay vốn để tổ chức sản xuất, kinh doanh. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, tính từ đầu năm đến ngày 20 tháng 7 vừa qua, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn đạt khoảng gần 11,7 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó cấp mới 6 dự án, 2 dự án được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư thông qua đấu thầu với tổng vốn hơn 5,5 ngàn tỷ đồng, 12 dự án tăng vốn với tổng vốn đăng ký bổ sung với số vốn hơn 6,1 ngàn tỷ đồng. Lũy kế toàn tỉnh có 1.095 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn gần 333.000 tỷ đồng. Ngoài ra, lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Đồng Nai thu hút được gần 982 triệu đô la Mỹ, tăng 40% so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, số dự án FDI còn hiệu lực là 1.660 dự án với tổng số vốn hơn 34,7 tỷ đô la Mỹ. Toàn tỉnh hiện có gần 1,7 ngàn hecta nuôi thủy sản nước lợ, chủ yếu là nuôi tôm. Sản lượng tôm nuôi đạt gần 5.000 tấn một năm, chủ yếu tập trung ở các huyện Nhân Trạch, Long Thành, Tân Phú. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng thủy sản của Đồng Nai đạt gần 39,7 ngàn tấn, tăng hơn 4,9% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Trong đó, nuôi thủy sản nước lợ, nhất là nuôi tôm, là mô hình thuộc top đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao tại các địa phương. Thời điểm hiện nay thuận lợi cho con tôm nước lợ được nuôi tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, sinh trưởng và phát triển. Thế nhưng do nguồn cung dồi dào, trong khi cả thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều vào thấp điểm khiến giá tôm đang giảm sâu. Cụ thể, giá tôm thẻ loại 30 con 1 kg chỉ bán được từ 120 đến 130 ngàn đồng 1 kg. Loại nhỏ hơn bán dưới 100 ngàn đồng 1 kg, thấp hơn từ 5 đến 10 ngàn đồng 1 kg so với cùng kỳ năm ngoái. Mức giá này thấp hơn từ 20 đến 30 ngàn đồng 1 kg so với mức bán bình quân những năm trước. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài suy giảm đơn hàng trong năm 2023, từ đầu năm 2024, sự phục hồi xuất khẩu của Việt Nam đã bắt đầu khi quá trình giảm tồn kho kết thúc ở thị trường Âu Mỹ. 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt xấp xỉ 440 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Sản xuất phục hồi đã mở ra cho ngành logistics nhiều cơ hội, nhưng kèm theo đó là những thách thức mà doanh nghiệp phải nhận diện để vượt qua. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Sự phục hồi sản xuất của doanh nghiệp cũng được phản ánh khá rõ qua lượng hàng hóa luân chuyển qua sân bay, bến cảng. Tại cảng Đồng Nai, 6 tháng đầu năm, hàng container qua cảng đạt 679,700 TEUs, đạt 54% kế hoạch năm và tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Hàng tổng hợp đạt trên 3,4 triệu tấn, đạt 53% kế hoạch năm và tăng hơn 10%. Lượng hàng qua cảng tăng, tuy nhiên mức tăng không ổn định do bất ổn của thị trường thế giới. Các khu vực như Nga, Ukraine thì vẫn tiếp diễn. Tình hình Trung Đông thì vẫn tiếp diễn. Về mặt xuất khẩu thì các chủ hàng và các cảng thì ảnh hưởng rõ rệt từ khi mà bị tình hình biển đỏ mà các lai tàu, các tàu kinh doanh không thể đi qua cái đó thì họ phải đi một cái đường vòng tốn hơn khoảng từ 15 tới 20 ngày. Do đó thì chi phí về xuất nhập khẩu, chi phí vận chuyển quốc tế tăng lên, phải có những thời điểm có tăng hơn 50%. Do đó giá cước tàu thì thời điểm này nó đang cao hơn so với năm ngoái rất là nhiều. Tại doanh nghiệp này, sau đại dịch, hàng hóa phục hồi khá ấn tượng trong năm 2022. Do đó, doanh nghiệp đã đầu tư thêm 15 đầu kéo, nâng tổng số đầu kéo của công ty lên 56 trong năm 2023. Do đó, năng lực vận chuyển tăng từ 100 lên 130 container mỗi ngày. Tuy nhiên, chưa tận dụng được năng lực đầu tư thì đơn hàng lại giảm sâu trong năm 2023. Bước qua năm 2024, đơn hàng phục hồi nhưng không ổn định. Lượng hàng thì nó có xu hướng tăng, nhưng mà nó vẫn nằm trong cái tình trạng là không ổn định.
Thời kỳ này, thời điểm này nó rất là bấp bênh. Có thời điểm lượng hàng nó tăng lên rất là nhiều, có thể vượt cái năng lực của mình. Nhưng mà có những cái thời điểm thì hàng nó xuống rất là sâu. Xung đột vũ trang, tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp, hoạt động của phiến quân khu vực Biển Đỏ đã khiến các phí vận chuyển container đã tăng gấp đôi, có những tuyến đã tăng gấp 3 lần, gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Để ứng phó với tình hình, buộc phải tiết giảm tối đa chi phí, đàm phán với đối tác để cùng chia sẻ rủi ro, tích cực hơn trong tìm kiếm khách hàng cùng với nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân bạn hàng cũ. Và điều quan trọng nữa là phải tăng cường quản lý, dự phòng rủi ro. Không chỉ là những cái biến động liên quan đến cái chuỗi cung ứng, liên quan đến cái chi phí về đổ vào cho doanh nghiệp, mà chúng ta thấy kể cả về những cái biến động liên quan đến cái tỷ giá, thì để quản lý rủi ro được thì doanh nghiệp cần phải có được cái dự phòng rủi ro, kể cả liên quan đến dự phòng rủi ro về tỷ giá. Trong điều kiện kinh tế thế giới biến động phức tạp khó lường, Việt Nam được nhìn nhận là điểm sáng trong phục hồi phát triển kinh tế khi kim ngạch xuất nhập khẩu 7 tháng tăng hơn 17%. Tại tỉnh Đồng Nai, chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 6,98% và kim ngạch xuất khẩu tăng 8,05%. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp chung, trong đó có doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics. Tuy nhiên, đi kèm với cơ hội là những thách thức mà từng doanh nghiệp phải nhận diện và có giải pháp thích ứng để khẳng định vị thế và gặt hái thành công. Câu chuyện văn hóa đáng chú ý. Thưa quý vị, trong nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người dân, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai chuẩn bị triển khai thực hiện xây dựng con đường ánh sáng giai đoạn 2, công trình phun nước nghệ thuật cầu Hóa An, nhạc nước công viên Biên Hùng, đường Hoa Xuân Nguyễn Văn Trị tại các không gian văn hóa công cộng. Công trình này không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mà còn là không gian sinh hoạt cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh và tạo điều kiện cho người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa phong phú đa dạng. Theo đơn vị thiết kế, công trình con đường ánh sáng giai đoạn 2 dự kiến dài 350m, xây dựng từ cổng chào đường Hoàng Minh Châu đến khu vực vui chơi hiện hữu, gồm cả các đại cảnh của giai đoạn 1. Giai đoạn 2 gồm có 8 khu, khu quảng trường chính và các khu A, B, C, D, E, F, G, kết hợp với đèn LED, cụm cây, cụm đèn chiếu sáng hai bên các lối đi, thể hiện sự vươn lên và tỏa sáng, hình ảnh bảy sắc cầu vồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong và ngoài địa phương. Như bản thân tôi cảm thấy các công trình này không chỉ sẽ tạo điểm nhấn, phục vụ cho đời sống tinh thần, sinh hoạt của người dân sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, có thêm chỗ để vui chơi, giải trí, giảm bớt những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống, mà qua đó còn góp phần xây dựng một hình ảnh riêng của vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai với người dân địa phương và người dân ở các tỉnh thành khác về sinh sống, làm việc, học tập, tham quan du lịch tại Biên Hòa vào dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025. Các hoạt động trong năm nay thì chúng tôi sẽ tập trung vào hai cái chuỗi sự kiện cũng như là các công trình nhằm cho chào mừng Đại hội Đảng cũng như là chào đón xuân mới. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã họp trong cái tổ chuyên môn cũng như là hội đồng chuyên môn của thành phố Biên Hòa. Sắp tới đây là cũng đang xin ý kiến trong thường trực ủy ban cũng như là thường trực thành ủy, ban thường vụ thành ủy. Cùng với con đường ánh sáng giai đoạn 2, tại khu vực công viên Nguyễn Văn Trị, thành phố Biên Hòa, còn lên ý tưởng thực hiện công trình phun nước nghệ thuật cầu Hóa An. Đơn vị tư vấn đã đề xuất các phương án thực hiện, trong đó dàn phun được bố trí tại trung tâm cây cầu, chia làm 3 phân đoạn giữa 66 đầu phun, hai phân đoạn còn lại 67 đầu phun trên một phân đoạn, mỗi phân đoạn cách nhau 100m, đầu phun kết hợp đèn LED tạo hiệu ứng sinh động và bắt mắt về đêm. Đường hoa Nguyễn Văn Trị năm nay có 3 chương, chương 1 đại cảnh mùa xuân gồm hình tượng linh vật rắn, hoa sen và các trụ hoa kết hợp màn hình LED, chương 2 xuân quê hương gồm các mô hình đàn trâu, nhà lá, xe ngựa gỗ, chương 3 cá chép vượt vũ môn, hình ảnh cá chép vượt vũ môn hóa rồng thể hiện thành phố vượt qua thiên tai, vươn lên phát triển mạnh mẽ, truyền thống ngày Tết Việt Nam. Thì năm 2025 này thì chúng tôi cũng đã hiện nay đang thiết kế và về các cái không gian đường hoa tại công viên Nguyễn Văn Trị cũng như là tại các không gian khác trên địa bàn của thành phố.
nhằm chào mừng xuân mới. Bên cạnh đó có các cái hoạt động nhằm chuẩn bị cho hoạt động mùa xuân mới như là chương trình cao đao, chương trình kính nhớ tổ tiên chào đón năm mới ngày 23 âm lịch và các hoạt động chào mừng khác nhằm chuẩn bị cho cái năm mới năm 2025. Việc xây dựng con đường ánh sáng giai đoạn 2 cần chú trọng yếu tố chiếu sáng, bờ kè và mặt sông Đồng Nai. Đây là việc làm rất quan trọng bởi con đường ánh sáng là một phần của con đường di sản, bổ trợ làm cho đường hoa Nguyễn Văn Trị nổi bật hơn. Với công trình phun nước cầu Hóa An, việc thực hiện cần nguồn kinh phí khá lớn, do đó thành phố cần tính toán thiết kế phun nước dọc cây cầu hay chỉ làm một điểm cố định có chủ đề gắn với các sự kiện để tạo điểm nhấn. Các công trình không chỉ tạo điểm nhấn phục vụ cho người dân và du khách Xuân Ất Tỵ 2025, mà qua đó còn góp phần xây dựng một hình ảnh riêng của Biên Hòa với bản sắc văn hóa trên đường hội nhập và phát triển. Chiều qua tại thành phố Biên Hòa, Bệnh viện Quân y 7B, đơn vị đăng cai, tổ chức giao lưu hát ru, hát dân ca năm 2024 giữa các đơn vị trong Cục Hậu cần Quân khu 7. Chương trình giao lưu nhằm khơi dậy, bảo tồn, phát huy các làn điệu hát ru, hát dân ca, góp phần nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần ở các cơ quan, đơn vị. Tham gia chương trình giao lưu có các cán bộ, hội viên, hội phụ nữ các đơn vị trong Cục Hậu cần Quân khu 7, gồm Bệnh viện Quân y 7A, Bệnh viện Quân y 7B, Bệnh viện Quân dân y miền Đông, Lữ đoàn 657, Xí nghiệp May, Cục cơ quan Cục Hậu cần và Kho tổng hợp K60. Giao lưu hát ru, dân ca với các nội dung như hát múa, múa, song ca, liên khúc các nhạc phẩm dân ca theo quy định trong chương trình. Với ý nghĩa góp phần bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc qua những làn điệu hát ru, hát dân ca, các bộ hội viên, các đơn vị trong Cục Hậu cần Quân khu 7 đã mang đến chương trình giao lưu nhiều làn điệu hát ru, hát dân ca đặc sắc. Các tiết mục biểu diễn được dàn dựng công phu, phong phú về chủ đề, thể loại, giao tính nghệ thuật, tập trung ca ngợi Đảng, quang vinh Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ quân đội và Quân khu 7. Hoạt động giao lưu về hát ru dân ca thì nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, các cơ quan đơn vị về vị trí, vai trò, văn hóa trong xây dựng quân đội, phát triển đất nước, góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc và tạo sân chơi để cho cán bộ, nhân viên, các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Qua đó thì đơn vị cũng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thì đơn vị của chúng tôi hôm nay đến đây sẽ mang đến những cái tiết mục mang đặc sắc của quê hương của Việt Nam mình. Đầu tiên đó là có quan họ Bắc Ninh, dân ca Tây Bắc và trải dài cho đến cả miền Nam, đặc biệt đó là dân ca trữ tình của miền Tây Nam Bộ ạ. Dạ, thì đến với hội thi lần này á, thì chúng em đặt ra mục tiêu đó là sẽ có được cơ hội giao lưu nhiều hơn với các đơn vị ở trong Cục Hậu cần của mình để tạo thêm sự gắn kết, đoàn kết giữa các đơn vị. Hoạt động giao lưu nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên phụ nữ về vị trí, vai trò của văn hóa trong xây dựng quân đội, phát triển đất nước, góp phần bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó tạo sân chơi để cán bộ hội viên phụ nữ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, phương pháp, kỹ năng công tác hội và tham gia hoạt động hội. Khẳng định sự vận dụng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội phụ nữ trong xây dựng, triển khai các mô hình hoạt động thực tiễn. Giao lưu là dịp để mỗi chúng ta học hỏi những kinh nghiệm quý trong hoạt động của hội, đồng thời cũng là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn giá trị giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam qua những lời ca, tiếng hát mà cụ thể đó là hát ru, hát dân ca. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng Toàn dân, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các đơn vị, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ và hội viên phụ nữ. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh vừa phối hợp Đoàn Thanh niên và Ủy ban Nhân dân phường tổ chức lễ phát động và ra mắt mô hình dân vận khéo, phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế tại nguồn. Trong năm 2023, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 38.000 tấn, hướng tới nội dung giảm tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ thu hồi vật liệu tái chế, nâng cao hiệu suất đốt chất thải, thu hồi nhiệt. Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trở thành nhiệm vụ tất yếu, để mô hình dân vận khéo, phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế tại nguồn,
Phường Bảo Vinh hoạt động hiệu quả, lan tỏa tích cực đến đoàn viên, hội viên và người dân. Ủy ban nhân dân phường Bảo Vinh thành lập tổ tự quản thực hiện mô hình dân vận khéo. Đây là một cái mô hình mà mang lại ý nghĩa thiết thực, một việc làm mà đem lại ba lợi ích, gây quỹ an sinh xã hội, góp phần bảo vệ cho phường Bảo Vinh sáng, xanh, sạch, đẹp. Không những là riêng phường Bảo Vinh mà còn cả thành phố của Long Khánh, giúp cho các hộ dân cũng hiểu được thu gom rác thải tại nhà, biết phân loại chất thải tại gia đình, sau đó thì sẽ gửi về hội tại năm khu phố để gây quỹ an sinh xã hội. Đặc biệt là sắp tới thì cũng hội triển khai phối hợp đoàn thanh niên, ủy ban sẽ trao các suất bánh mì cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngày xưa mà chưa có cái chính sách này thì cái rác bà con vứt bừa bãi, đó, rồi không đúng nơi quy định. Nhưng mà từ khi hội phụ nữ phát động cũng như là cái ban vận động thì tôi cũng không những tôi thực hiện mà tôi còn vận động cho bà con ở chòm xóm rồi thì trên đường Duy Tân thực hiện cái quy định này để đảm bảo làm sao cho Bảo Vinh chúng tôi là thực hiện, tức là xanh sạch đẹp, đó, để cho thực hiện với cái quy định của nhà nước. Đấy là cái tôi thấy là phong trào này rất là có ý nghĩa. Việc phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế tại nguồn hiện nay là điều cần thiết giúp cho môi trường sống ngày càng sạch đẹp hơn. Việc phân loại chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế tại nguồn sẽ góp phần giảm thiểu ô nhiễm, tiết kiệm được tài nguyên, tiết kiệm chi phí thu gom, mang lại lợi ích từ việc tận dụng phế liệu tái chế. Đây là một mô hình hết sức ý nghĩa, đó, góp phần một là bảo vệ môi trường, hai là tiết giảm là coi như sử dụng, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải tại nguồn mà có khả năng tái chế, tái sử dụng. Thứ ba là tiết giảm cái lượng rác mà phát sinh ra môi trường. Rồi thì qua việc thực hiện cái công tác mà thực hiện cái mô hình này thì tôi thấy là coi như là nó cũng đã góp phần là thực hiện cái công tác phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố Long Khánh. Sau một buổi sáng, Ủy ban nhân dân phường Bảo Vinh đã thu về gần 200 kg rác thải tái chế các loại. Với mô hình này, không những làm giảm được lượng rác thải ra môi trường, hạn chế tình trạng vứt rác thải ra các kênh, suối, mà còn giúp người dân dần hình thành được thói quen xem đó là việc làm có ích và vận động tuyên truyền mọi người cùng thực hiện, góp phần xây dựng thành phố Long Khánh trở thành một thành phố xanh, văn minh, an toàn và hiện đại. Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành thông báo kết luận giám sát về việc tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đường bộ và đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2023, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Trên cơ sở kết luận giám sát, Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm việc trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ việc phòng ngừa, phát hiện cũng như hỗ trợ cho công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên đường bộ, đường thủy nội địa của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh. Đồng thời báo cáo đề xuất Bộ Giao thông Vận tải giải quyết sớm những bất cập về hạ tầng giao thông, ưu tiên mở rộng tuyến quốc lộ 20 thêm một làn đường. Đồng thời xem xét có phương án cải tạo nút giao quốc lộ 51 với đường dẫn lên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, huyện Long Thành nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ giao thông tại nút giao này.